Xin chào các bác nhá. Em còn đôi chân. Đây, nếu gì thì có bác khách ba chốt một đôi chân rồi. Đấy, thì còn một đôi chân cuối này thì em xả lốt luôn nhá. Đấy, định sáng mai quay nhưng mà thôi tiện đây thì quay luôn. Đấy, còn hàng hóa ở các bác thì đem đóng xong rồi nhá. Đấy, bác nào mà có đơn hôm nay thì nhận hàng giúp em nhá. Đấy, còn lúc sáng mà tối hôm qua bác nào mà chốt hàng tối hôm qua thì chuyến sáng nay em gửi rồi. Đấy, còn đây là chuyến tối. Chuyến tối nay thì em sẽ gửi lốt cho các bác đây. Đấy, hàng hóa này em ghi hết rồi nhá. Đấy đây. Đấy, từng bác đây nhá. Đấy, hàng hóa đây, từng bác đây. Đấy, ok chưa ạ? Đóng xốp biết đàng hoàng đây. Đấy, có nhận hàng check cho em nhá. Đấy. Đây nhá, đấy hàng hóa các bác là đóng xong hết rồi. Đấy. Chuyến tối qua thì em đã bảo các bác là trưa nay em gửi thì em gửi rồi nhá. Bác nào gửi xe thì em cũng gửi xe rồi, còn bác nào mà gửi Viettel thì là 11 giờ hôm nay thì em cũng gửi xong rồi. Còn đây là chuyến tối hôm nay thôi. Đấy, thì ở đây thì tiện có đôi chân này. Em qua lốt nhá. Đôi này thì lúc sáng em bán cho bác kia đấy là em quay vào giá đấy là 250 đấy, thì là thanh ý. Thì đây còn đôi này thì để cho các bác nào có loa full đấy. Đấy, loa full thì cắm ở đây này. Đấy. Đấy. Ok, con này thì cái này nó hơi bị cái một tí này. Đấy, do quá trình chắc để kho đấy. Đấy thì cặp này thôi em xả thanh ý luôn nhá. Vâng, để các bác cặp này giá 230 nhá. Đấy, để các bác cặp này 230. Ok chưa ạ? Đấy, thì bác nào mà chốt lốt đôi chân này thì alo cho em nhá. Đấy, còn đôi chân lúc sáng này em bán rồi nhá. Chân sáng rồi. Đây, chà, đây còn tiện cặp loa đây này. Còn cặp này thì em xử lốt luôn này. Bác nào về mà tháo bát tháo tép ra mà lấy không thích vỏ là thì tháo bát tháo tép ra mà lấy nhá. Đấy, cặp này thì nó hơi phía sau tí, tôi để các bác giá là đây này. Hơi bị phía sau tí, tôi để các bác cặp này giá 390 nhá. Đấy, để các bác 390. Ok chưa ạ? Về các bác tháo tháo mát tháo tép ra mà lấy nhá. Mát biết là còn ngon này, gân giếc còn ngon, tép tiếc ok này. Đấy, ok chưa? Đấy. Thì đây đang bán nốt rồi. Khách chốt rồi mà. Khách chốt rồi à? Sáng mai chuyển khoản rồi. Quay lúc nào ấy? Quay vừa nãy. Thế à? Thế thì các bác thông cảm nhá, cái đôi chân đấy thì khách lại lấy lốt rồi. Thế là nhà em là hết sạch chân rồi nhá. Hết sạch chân rồi. Đấy. Hết sạch chân rồi nhá. Đấy, chỉ còn còn đây còn mỗi cặp loa này này. Đấy, cặp loa này thì em thanh lý lốt rồi nhá. Đấy, giá là để các bác 390. Đấy. Ok, cái này thì các bác thông cảm nhá, tại vì bây giờ em cũng phải đi gửi hàng ấy. Thế là sáng mai em mới đóng được nhá. Thì để chuyến 11 giờ mai lại vào đơn ngày mai nhá. Đấy. Ok, còn con này sáng em thanh lý rồi. Giá thì các bác xem lại video nhá. Các bác xuất là con Omni Kenwood. Đấy, em mới qua hôm nay. Đấy, quay rất là cẩn thận rồi thì em cũng thanh lý rồi. Đây thì đây còn bộ chân cũ, bộ giá chân này, em bán nốt bộ này đi. Bộ này thì để các bác 120 nhá. Đấy, ốc đĩa còn nguyên này, đế đĩa còn nguyên này. Đấy, 120 nhá. 120k đây, bốn chân ốc còn nguyên nhá, chân ốc này là ốc vít là sắt nhá. Đấy. Ok chưa ạ? Đây. Đấy. Cái này em để hơi bụi nhá, em để ngoài đường hơi bụi tí. Đấy, bác nào chốt thì em đóng gửi lốt nhá. Đấy, đây này, đây là bộ chân chân tường nhá, là 120 nhá, 120 luôn, thật xả luôn cho nhanh. Đấy, thì bác nào chốt thì alo lại ngay cho em. Vâng, xin chào các bác nhá.